Đoạn clip hot nhất mạng xã hội những ngày qua, món sushi bỗng dưng sống dậy tìm cách tẩu thoát. Một thực khách tại một nhà hàng băng chuyền của Nhật đã được một phen thích thú, tưởng rơi đũa khi miếng so đỏ định gắp vào miệng bỗng dưng hồi sinh. Nhưng ai yêu thích nền ẩm thực Nhật Bản đều biết sushi là món hải sản sống, ăn kèm với cơm chấm cùng wasabi và nước tương. Và lẽ đương nhiên ai cũng biết gọi là hải sản sống, nghĩa là hải sản không được nấu chín, chứ không phải những miếng cá, miếng tôm kia vẫn còn nhẹ tanh tách đâu, đúng không nào? Nhưng trường hợp dưới đây lại khác. Một thực khách tại một nhà hàng băng chuyền của Nhật đã được một phen háo hức, tưởng rơi đũa khi miếng sò đỏ định gắp vào miệng bỗng dưng hồi sinh. Quá bất ngờ xen lẫn thú vị, Somezo3446 là tên tài khoản Twitter của vị khách đã đăng tải đoạn clip miếng sò đỏ bất ngờ sống dậy lên trên trang cá nhân và nhận về đến hơn 4,31 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Somezo3446 vào nhà hàng băng chuyền và gọi một đĩa sushi Hokigai sò đỏ Nhật Bản, cụ thể hơn là Iki Hokigai, nghĩa là miếng sushi được phục vụ tận bàn vừa được cắt ra từ một con sò đỏ vẫn còn đang sống. Chính vì lý do đó mà miếng sò đỏ vẫn còn ngọ ngoại, thậm chí là phản ứng lại khi bị Somezo3446 đụng đũa vào người. Trước phản ứng này của miếng sò đỏ, nhiều cư dân mạng cho rằng như thế không thể khẳng định miếng sò còn tươi, mà chỉ đơn giản là do các dây thần kinh còn hoạt động trong miếng sò khi nó xảy ra phản ứng mà thôi. Ý kiến này đương nhiên phần nào cũng bị bật lại bởi một số cư dân mạng khác. Họ lại cho rằng nếu dây thần kinh còn hoạt động thì chắc chắn con sò bị xẻ thịt phải còn sống. Như thế không gọi là tươi thì thế nào mới được công nhận là tươi? Chưa dừng lại tại đó, có những cư dân mạng còn giải thích cặn kẽ hơn do sodium chloride, hay còn gọi là muối, có trong nước chấm chạm vào miếng sò, truyền vào các tế bào cơ bắp một luồng điện khiến nó bị co giật. Đặc biệt, trong những cơ bắp này nó còn tồn tại ATP, nguồn năng lượng chính giúp các cơ bắp co giãn thì miếng sò mới có thể có phản ứng như thế. Điều này chứng tỏ nó đích thị là miếng sò tươi. Mặc cho cư dân mạng tranh cãi, Somezo3446 vẫn là người thu lời nhiều nhất ở đây vì đoạn video clip của anh không chỉ thu về hàng triệu lượt xem mà bản thân anh còn được thưởng thức món sò đỏ tươi sống, thơm ngon, hảo hạng. Bên cạnh đó, chuyện hải sản ngọ nguậy xưa nay dân mạng cũng từng được nghe qua, như việc bạch tuộc sống khi bị rưới sốt lên thì bắt đầu nhảy múa. Và đặc biệt không kém là chú cá đuôi sau khi bị xẻ thịt vẫn vùng vẫy trên nồi nước dùng. Bạn đã từng có dịp chứng kiến thức ăn đang nằm yên trên bàn bỗng dưng cựa mình sống dậy bao giờ chưa?